Thưa quý vị, mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư thăm hỏi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo rằng Việt Nam hỗ trợ mỗi nước 100.000 đô la Mỹ khắc phục hậu quả động đất. Trong thư, lãnh đạo chính phủ cũng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm những biện pháp hỗ trợ cần thiết. Trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ngày 6 tháng 2 đã khiến hơn 37.300 người Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thiệt mạng, theo số liệu thống kê mới nhất. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố báo động cấp độ 4 và kêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng quốc tế. Hiện lực lượng cứu hộ từ hàng chục quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang làm việc tại hiện trường để nỗ lực tìm kiếm những người sống sót mắc kẹt bên dưới đống đổ nát các tòa nhà và khu chung cư bị sập. Thưa quý vị, trong thời gian thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đội cứu hộ của lực lượng quân đội Công an Nhân dân Việt Nam luôn cố gắng khắc phục khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt để kịp thời ứng cứu những nạn nhân và hỗ trợ công tác cứu nạn trong thời gian nhanh nhất. Tỉnh Ha Thầy hiện là một trong số tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do thảm họa động đất vừa qua gây ra. Tối 14 tháng 2 theo giờ địa phương, trong ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn tổ trinh sát số 1 của đội công binh cứu sập và đội chó nghiệp vụ của quân đội nhân dân Việt Nam đã tiến hành khảo sát hiện trường trong phạm vi khoảng 3 km vuông để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, chó nghiệp vụ của đội đã không ngừng tìm kiếm, đánh hơi và xác định vị trí thi thể các nạn nhân cũng như tìm kiếm các nạn nhân còn sống sót. Dưới sự chỉ đạo tại hiện trường của Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn, các tổ đã thực hiện tìm kiếm nạn nhân. Sau đó, các lực lượng đã nhanh chóng cắt bê tông, các chướng ngại vật để đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Trong tầng hầm, chó khi phát hiện vị trí hơi, chó kêu sủa, cào bới. Chúng tôi đã cắm cờ, đánh dấu vị trí. Chứng kiến những hành động quả cảm của đoàn công tác Việt Nam, nhiều người dân địa phương đã tìm gặp và nói lời cảm ơn đối với đội cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Đằng sau đó là tình cảm tốt đẹp dành cho những người chiến sĩ đến từ đất nước Việt Nam xa xôi. Tôi rất cảm ơn vì các bạn đã đến đây giúp đỡ, giữ lại những sự sống. Nếu chẳng may Việt Nam có xảy ra thiên tai, chúng tôi chắc chắn cũng sẽ lên đường giúp đỡ. Còn tại những hiện trường đổ nát khác, dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều nguy hiểm và khó khăn, nhưng những chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam này vẫn kiên trì mục tiêu, kiên cường với nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã được đơn vị điều phối công tác cứu nạn hộ trên toàn quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá rất cao về cái sự sử dụng thiết bị chuyên dụng của Việt Nam tham gia công tác cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Những thiết bị này đã giúp cho lực lượng cứu hộ cứu nạn tại Việt Nam của Việt Nam tìm kiếm được sự sống, phát hiện ra sự sống và đã phối hợp các lực lượng đã cứu sống được người bị nạn. Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã cử hơn 100 cán bộ, sĩ quan quân đội, công an, trang thiết bị và công cụ bổ trợ để đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm cứu nạn. Hiện các đoàn tiếp tục giao ban cùng đại diện cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng cứu hộ quốc tế để thống nhất vị trí thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.